Rồi, xin chào bạn ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn 5 cái cách để mà có thể sử dụng tiết kiệm dữ liệu 3G, 4G một cách hiệu quả nhất trên điện thoại iPhone. Rồi, đầu tiên á, các bạn vô mục cài đặt, sau đó các bạn vô mục di động nè. Trong mục di động thì các bạn vô mục tùy chọn dữ liệu di động nè. Đó, nó sẽ có cái mục là chế độ dữ liệu thấp, các bạn bật lên. Rồi, tiếp theo, đó là cách 1. Cách thứ hai là mình sẽ kéo xuống phía dưới này, cũng trong mục di động luôn. Rồi, nó sẽ có cái phần là Wi-Fi Assist nè, tức là nó sẽ là tự động sử dụng dữ liệu di động khi mà tín hiệu Wi-Fi kém, thì các bạn tắt nó đi luôn ha. Đó. Rồi, cách thứ ba nữa là nó sẽ nằm trong mục này luôn, đó là mục iCloud Drive, thì các bạn tắt luôn để cho nó không có sử dụng cái tính năng đồng bộ iCloud để mà tiết kiệm dữ liệu 3G của mình hơn. Khi nào có wifi thì nó tự động đồng bộ. Rồi, cái cách thứ tư thì các bạn vô một phần là cài đặt chung này các bạn. Rồi, nó có cái mục là làm mới ứng dụng trong nền. Đó, thì các bạn bấm vô đây. Thì các bạn chọn là wifi hoặc là tắt nó đi, chứ đừng có chọn là wifi và dữ liệu di động ha. Thì làm mới ứng dụng trong nền là những cái gì? Đó là những cái phần như là chạy ngầm như là Zalo, Facebook, Facebook Messenger để nó cập nhật những cái thông tin mới nhất cho bạn. Rồi, đó là cách thứ tư. Còn cách thứ năm nữa thì các bạn chúng mình là vô thoát ra ngoài nè. Rồi, các bạn vô mục App Store chứ mình nhầm. Đây. Đó, trong mục App Store này nó có mục là thải về tự động, thì các bạn tắt nó đi luôn. Và thứ hai nữa là mình sẽ vô mục là tải về app nè. Các bạn có thể chọn là hỏi nếu mà vượt quá 200 MB, tức là cái app đó nó là 200 MB á, thì các bạn chọn chế độ hỏi hoặc là chế độ luôn hỏi, để khi mà lỡ mà mình đăng tải nó chuyển qua 3G thì nó sẽ hỏi mình có đồng ý hay không, chứ không thì mình im là nó sẽ tự động tải về và tốn dữ liệu của mình ha. Rồi, đó là 5 cách mình hướng dẫn cho các bạn. Cảm ơn các bạn.